Ôi, chia sẻ với mọi người cái thành quả hồi sáng bây giờ mình đi săn được một cái cây mai. Cái này là cây cúc không nhụy. Đấy, mặt hoa nó rất là tuyệt vời luôn. Không, hoa nó sáng 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 mà. Nó chùm. Đấy, mình vừa đi săn về thì cái này chủ vườn họ đã ghép từ lúc mà còn cây con à, chung họ bảo mình thì ghép trên 3 năm rồi thì vết ghép nó cũng như cây rinh rồi ha, nó liên lạc như cây rinh luôn, nó kéo ôm trọn cái vòng tròn này cây rất là thích. Cây thì hiện tại thì nó có chiều cao là 60, độ rộng tán của nó là 60, ba gang tay luôn, cao bằng ba gang tay, cây rất là đẹp. Nói chùm như cái chỗ này nó nở từ xíu búp xanh luôn ha, xíu búp xanh. Đang loại biết bao nhiêu vườn chỉ sưu tầm được một cái mỗi cái cây này thôi. Đó, cúc không nhụy rất đẹp. Đây là phần gốc đế đó này, đấy gốc đế đấy. Mình sưu tầm thì giá nó cũng ok, nói chung vừa chơi. Đấy, giá hơi cao nha mọi người, nhưng mà cao so với những người mà không biết chơi á, còn những người biết chơi rồi, biết giống này rồi thì thực sự rất là hiếm. Mình sưu tầm ở làng Mai thì mình ở làng Mai thì mình đi sưu tầm nhưng mà chỉ lựa được mỗi cây này và cũng chẳng có cái giống này, cũng chẳng có nhiều, đa số người ta cũng bán hết rồi. Kiếm được mỗi cái này thôi đấy. Ai có thích thì mình nhận lại thì giá nó cũng tương đối hết nha mọi người, chứ mình không đợi giá cao, kiếm đồng lời ngày công thôi. Giá hợp lý thì mình giao lưu thì mình báo giá luôn. Thì cây này thì mình đỡ là 1,4 triệu nha. 1,4 triệu thì ai có thích thì nhu cầu liên hệ đến số điện thoại 0849 02 07 90. Giống cúc không nhụy rất đẹp. Rất tuyệt vời ha. Rồi, mình quay lại cái toàn cảnh mét hoa nữa rồi mình kết thúc video.